Một đường chuyền dài. Công Phượng không biết vị. Công Phượng. Tỷ số là Quân Bình 1-0. Rất đẹp mắt. Một pha làm bàn có thể nói là đã khẳng định đẳng cấp của Công Phượng. Đường chuyền của Xuân Trường là rất hợp lý. Công Phượng đã hoàn toàn không việt vị trong tình huống này. Đã khá lâu rồi chúng ta mới thấy Công Phượng tỏa sáng như ngày hôm nay. Một pha tâng bóng rất kỹ thuật và sau đó là một pha đánh đầu cũng rất hoàn hảo.